Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Lê Duy Thành bị bắt. Thưa quý vị, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đều bị điều tra liên quan tới sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Thông tin từ phóng viên cho biết Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Theo Trung tướng Tôn Sô, quyết định khởi tố trên là kết quả của quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định, Bộ Công an cũng tiến hành khám xét đối với bà Lan và ông Thành. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã bị khởi tố, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn tại địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tập đoàn Phúc Sơn về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã khởi tố 5 người liên quan, bao gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Trần Hữu Đinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn về tội danh trên. Theo người phát ngôn Bộ Công an, bước đầu nhà chức trách xác định 6 bị can nêu trên đã có những hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài liệu liên quan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án này khẩn trương ra đầu thú, tố giác tội phạm, khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966 tại thành phố Vũng Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà là thạc sĩ luật sư. Bà Lan xuất thân từ giáo viên trung học cơ sở. Tháng 6 năm 2001, bà là tránh văn phòng Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, bà Lan kinh qua các chức vụ như trưởng ban dân vận tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Vĩnh Phúc, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Từ tháng 12 năm 2014 tới tháng 1 năm 2015, bà Lan được bổ nhiệm vị trí phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Từ tháng 2 năm 2015, bà được giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy. Ông Thành sinh năm 1969 tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là tiến sĩ kinh tế. Trước năm 2013, ông từng giữ các chức vụ như phó cục trưởng cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, bí thư huyện ủy Lập Thành. Tháng 12 năm 2013, ông được bầu làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đến tháng 7 năm 2020, ông Thành được bầu giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy. Tháng 10 năm 2020, khi ông đang làm phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thành được giới thiệu và bầu làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Với tài sản là vật chứng bị kê biên trong vụ án có nguồn gốc từ việc bị cáo phạm tội rút ruột từ SCB mà có, SCB cũng đề nghị tòa tuyên án cho Ngân hàng Toàn quyền quản lý. Đối với 1.166 mã tài sản đảm bảo cho gần 1.300 khoản vay của nhóm bà Lan và các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, SCB đề nghị được toàn quyền khai thác, sử dụng quản lý và không phụ thuộc vào việc có hay không đầy đủ pháp lý. Theo đại diện SCB, quá trình thế chấp tài sản vay tiền, bà Lan và các bị cáo đã có những hành vi hoán đổi 240 tài sản thế chấp, trong đó có 67 tài sản đã xuất ra khỏi ngân hàng. Nay SCB yêu cầu cơ quan tố tụng tiếp tục kê biên phong tỏa các tài sản này để đảm bảo cho việc khắc phục thiệt hại. Ngoài ra còn có nhiều tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có. SCB cũng đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm tài sản của bà Lan và Vạn Thịnh Phát trước kê biên để xử lý nợ. Quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra phát hiện các tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có thì đề nghị giao cho SCB quản lý. Đại diện ngân hàng cũng cho rằng công ty thẩm định giá có tham gia vào việc nâng khống tài sản thế chấp gây thiệt hại cho ngân hàng và có trách nhiệm liên đới bồi thường. Đề cập về trách nhiệm của SCB trong vụ án, đại diện nhà băng này cũng nói mục đích cuối cùng của SCB là đòi lại tối đa số tiền mà các bị cáo trong vụ án đã gây ra thiệt hại. Còn trách nhiệm như thế nào thì hội đồng xét xử quyết định. Trong khi đó, tại tòa, bà Trương Mỹ Lan không đồng ý với cách thiệt hại như kết quả đã thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân và SCB. Theo bị cáo, giá trị các tài sản đảm bảo của công ty này và SCB thẩm định với giá trị rất thấp, nên hội đồng xét xử cho thẩm định lại.
Nhiều bị cáo nhận tội và xin hoan hồng. Ngoài trừ bà Trương Mỹ Lan, các bị cáo trong vụ án đều nhận tội trước tòa, thừa nhận nội dung cáo trạng bị truy tố là đúng. Họ cũng cho rằng bản thân làm công ăn lương, không hưởng lợi hay là được chưa chắc gì từ bà Trương Mỹ Lan, nên mong hội đồng xét xử xem xét, đồng ý khắc phục một phần hậu quả đã gây ra. Một số bị cáo khai đã chủ động xin nghỉ việc khi nhận ra hành vi ký hợp thức hóa các khoản vay khống cho bà Trương Mỹ Lan và Phạm Thị Phát là phạm pháp luật. Lý giải với hội đồng xét xử, nhóm bị cáo này là cựu lãnh đạo, nhân viên tại SCB cho rằng lúc đó SCB tái cơ cấu, việc hợp nhất ba ngân hàng là chưa có tiền lệ. Trong nhận thức của họ, lúc đó là không muốn để ngân hàng sụp đổ, nhưng bị cáo cũng nhận quà từ bà Trương Mỹ Lan và đã được cố gắng khắc phục hậu quả thiệt hại. 15 bị cáo trong nhóm cựu cán bộ thuộc thanh tra cũng thừa nhận sai phạm khi cứ sửa kết quả thanh tra bỏ qua các sai phạm và nhận tiền và quà của SCB. Người nhận tiền ít nhất là 20 triệu đồng, cao nhất là 5,2 triệu USD. Trong nhóm này có ông Nguyễn Văn Hưng, nguyên phó tránh thanh tra cơ quan thanh tra, giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước, bà Đỗ Thị Nhàn, đổ tội qua lại và có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ sửa kết quả thanh tra cho SCB. Bị cáo cũng chỉ ký quyết định thanh tra, bị cáo không chủ động, không chỉ đạo trưởng đoàn thanh tra sửa số liệu, ông Hưng nói và cho biết quyết định mà ông ký, đoàn thanh tra phải có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, bị cáo Nhàn vẫn khẳng định lại chính ông Hưng là người chỉ đạo bị cáo chỉnh sửa kết luận thanh tra để báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước. Bị cáo có nhận chỉ đạo của anh Hưng nên mới sửa. Anh Hưng chỉ đạo, tôi cũng chỉ đạo lại bên dưới, tôi cũng xin nhận trách nhiệm cho cấp dưới của mình vì họ cũng chỉ nhận làm theo chỉ đạo của tôi, bị cáo Nhàn nói. Cựu cục trưởng cục thanh tra cũng cho rằng dù ông Hưng không thừa nhận nhưng đã chỉ đạo những cáo trạng cũng đã chỉ ra điều này. Cáo trạng cũng nêu, sau khi đoàn thanh tra bỏ qua các số liệu, loại nợ xấu và các tiêu chí tài chính của SCB đã bị thay đổi và sai lệch, hành vi của nữ cục trưởng và các thành viên trong đoàn thanh tra đã giúp một số chỉ tiêu tài chính của SCB thay đổi, nợ xấu từ 91.000 tỷ đồng xuống còn 53.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đang âm 19.000 tỷ đồng, thành dương 2.700 tỷ đồng, hệ số an toàn vốn riêng lẻ cũng đang từ âm hơn 4%, thành dương gần 6%. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện ra rất nhiều sai phạm tại các khoản vay của nhóm 71 khách hàng cùng một số địa chỉ số 4 Nguyễn Minh Khai nhưng lại bưng bít bao che không báo cáo. Thậm chí, khi thành viên đoàn thanh tra đề xuất đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, thì ông Hưng lại gạt nội dung này ra khỏi báo cáo để Ngân hàng Nhà nước để báo cáo cho Chính phủ. Đồng thời, các nội dung báo cáo thể hiện không trung thực, không đầy đủ và giảm nhẹ, làm mờ đi các sai phạm, vi phạm tại SCB tại các dự án, báo cáo không đúng về việc phân loại nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro. Nghiêm trọng hơn, tại phần kiến nghị, đoàn thanh tra cũng đề xuất Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB thực hiện tái cơ cấu cho phép nhà băng này xây dựng đề án tái cơ cấu.